Nữ diễn viên Tháng Năm Rực Rỡ cho biết hậu ly hôn với chồng Tây, cô cố gắng bù đắp cho con làm một người mẹ tốt. Những chia sẻ của Hoàng Oanh khiến nhiều người không khỏi xúc động. Tháng 4 vừa qua, chồng Tây của Á hậu Hoàng Oanh đã có bài đăng trên trang cá nhân xác nhận thông tin ly hôn. Jack chia sẻ, tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Trước khi người chồng công bố việc đường ai nấy đi, Hoàng Oanh cũng có động thái đáng chú ý. Trên trang Instagram cá nhân, người đẹp đăng tải nội dung ẩn ý như nói về chính cuộc hôn nhân của mình. Sau khi đường ai nấy đi với chồng Tây, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng và vẫn giữ được sức hút lớn với truyền thông. Mới đây, Á hậu sinh năm 1990 đã có chia sẻ thẳng thắn về việc ly hôn ông xã ngoại quốc sau hơn 3 tháng ly hôn. Nếu như thời điểm công khai ly hôn chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh khá kín kẽ và không chia sẻ nhiều về lý do vợ chồng cô chia tay nhau, thì nay, sau hơn 3 tháng ly hôn, người đẹp dường như cởi mở hơn và thoải mái hơn khi nói về việc ly hôn chồng. Cụ thể, trong chương trình talk show, bên cạnh câu chuyện về công việc người mẫu, diễn viên rồi trở thành MC của mình, Á hậu Hoàng Oanh cũng không ngại nhắc cuộc hôn nhân vừa tan vỡ của mình. Hoàng Oanh cho hay, biết đâu ở lại nó sẽ đáng hơn. Điều này khiến khán giả tin tưởng cô đã suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nữ diễn viên Tháng Năm Rực Rỡ cho biết, có rất nhiều bà mẹ đơn thân giống tôi, họ trải qua nhiều khó khăn và dằn vặt, nhất là trong tâm lý. Bất cứ bà mẹ nào có con rồi cũng sẽ đặt con lên hàng đầu, ai cũng muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con mình. Tôi nghĩ rằng một gia đình có thể chỉ có một người, nhưng hạnh phúc còn hơn hai người ở bên nhau mà lại không hạnh phúc. Những điều chia sẻ của Hoàng Oanh khiến khán giả theo dõi chương trình cảm thấy rất xúc động và khâm phục, bởi một Hoàng Oanh không chỉ xinh đẹp, thông minh, tài giỏi mà còn rất bản lĩnh và kiên cường. Hoàng Oanh nghĩ ở thời điểm hiện tại, cô muốn trở thành một người mẹ đơn thân, khỏe mạnh, hạnh phúc, vì chính điều đó mới giúp cô nuôi dạy con nên người. Việc cho con thấy một hình ảnh hạnh phúc đúng đắn về tình yêu rất quan trọng, để con biết tình yêu trong gia đình như thế nào. Mình không nên ở trong một gia đình không hạnh phúc mà cố gắng diễn với nhau để con cảm thấy bối rối, không biết đó có phải là hình mẫu hạnh phúc mà mình theo đuổi hay không, cô nhấn mạnh. Tháng 12 năm 2019, MC Hoàng Oanh và bạn trai Tây thông báo kết hôn chính thức về chung một nhà. Sau đó không lâu, Hoàng Oanh mang thai con trai đầu lòng. Nửa đầu thai kỳ, Hoàng Oanh được chồng yêu thương chăm sóc chu đáo và có những chuyến du lịch cùng nhau. Tuy vậy, trong những tháng cuối thai kỳ, cặp đôi phải xa nhau do Jack công tác tại Singapore và mắc kẹt vì dịch bệnh. Thời điểm đó, Á hậu vừa cạn một mình. Cuối tháng 8 năm 2020, khi con trai cứng cáp hơn, Hoàng Oanh đưa bé sang Singapore đoàn tụ cùng chồng. Cho đến tháng 12 năm 2021, cô cùng con trai trở về Việt Nam. Thời gian này, ba mẹ một con thường xuyên có những chia sẻ đầy tâm trạng trên mạng xã hội và những tin đồn hôn nhân rạn nứt cũng bắt đầu xuất hiện. Trước đó vài ngày, nữ MC còn vui mừng thông báo ông xã sắp đến Việt Nam để thăm vợ con. Tuy nhiên, vào tối 11 tháng 4, Jack Cole đã chia sẻ thông tin kết thúc cuộc hôn nhân với Hoàng Oanh, khiến nhiều người bất ngờ. Sau đó, Hoàng Oanh cũng có những trả lời với khán giả vụ ly hôn chồng Tây đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Trong bài viết, Hoàng Oanh gửi lời xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi đến hiện tại mới chia sẻ thông tin cá nhân vì cả hai đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn. Nói về mối quan hệ với đối phương, người đẹp sinh năm 1990 cho hay, Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khỏe mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà ngoại, ông bà nội, cậu dì, ai cũng yêu thương con. Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng, thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình. Dù vậy, sau ly hôn, người hâm mộ vẫn thấy một Á hậu tràn đầy sức sống, mạnh mẽ và nhiệt huyết với công việc MC làm người mẫu. Hoàng Oanh tích cực tham gia các sự kiện và luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Thậm chí còn được khán giả nhận xét là nhan sắc sau ly hôn ngày càng thăng hạng.